Nhưng mà tại sao lại mẹ của hai đứa bé lại mắc gì vậy chị? Tại nó ơi đi đi tệ đó, nó ơi bệnh lên máu. Bệnh lên máu Ừ. rồi đi sanh rồi mắc luôn. Yeah, đi sanh bằng đào sanh đứa ơi anh ra rồi rồi nó ơi lên máu nhiều quá, bác sĩ ơi tiếp đứa nhỏ ơi Dạ. em nữa ra được rồi, bị nó lên máu trong tim, Dạ. lên trong tim rồi chở đi Cần Thơ, chở Dạ. đi Cần Thơ rồi là ơi rồi bác sĩ nói mổ cũng mắc không mổ cũng mắc. Bữa đó bữa mẹ nó muốn đau bụng đi siêu âm ở ngoài, bác sĩ nói có dấu sanh rồi đi xuống bệnh viện liền, thì em đi kêu xe đi tới bệnh viện mà tới xuống mới xuống xe luôn á là bị lên băng ca là sanh liền, sanh thằng thằng anh đó sanh liền luôn, rồi đi vô trỏng là lâu lắm mới sanh đứa đứa nhỏ đứa em đó. Nó hơi khó chút, nó bị nằm ngang, bác sĩ nói bị nằm ngang sanh rồi bị đơn máu liền, lên máu bị ngưng tim á, bị ngưng tim chuyển đi Cần Thơ liền luôn, không phải ngưng chuyển đi tới Cần Thơ được đêm để sang bị mất luôn. Dạ em chào anh nha, anh là cha của hai bé đó. Dạ thì nói chung là tụi em đó được thấy hoàn cảnh của mình như vậy á, tụi em ngày hôm nay á xuống muốn tìm hiểu cái cuộc sống gia đình của mình như thế nào. Và cái sự việc thì biết là mẹ của bé là vợ của anh á thì mất ra đi đột ngột trong sự đau đớn như vậy á, thì cho nên là tụi em rất là thương để tụi em chia sẻ hoàn cảnh mình gia đình mình lên, xem có cô chú chị nào mà có thương như hoàn cảnh gia đình mình á thì có thể là giúp đỡ trợ duyên một phần đó để sửa tả đồ cho hai bé này, giúp hai bé lớn khôn của anh. Dạ thì cho em hỏi á, anh là năm nay anh bao nhiêu tuổi hả? Vâng, mà cái xương của anh dụng mạnh thế. Đã ta tạm cao chứ. Rồi đó, bà em dụng mạnh đề ngắn. Thì 35. 35. 35 tuổi hả? Ảnh là ảnh không có gần tiếng Việt nhiều hả chị? Dạ, tại ảnh ở, ở Nam Giang. Ở Nam Giang vậy hả? Anh tên gì hả anh? Vâng, tạm chào ngát. Ngát. Chào ngát. Ngát. Chào ngát. Dạ. Dạ, kêu là anh ngát. Ở ngoài ta kêu bằng anh chát không à? Anh chát ha. Rồi, anh chát 35 tuổi. Thì cái hôm mà vợ mình xảy ra sự việc đó có là anh ở đâu? Cũng ở bệnh viện Đông Xuyên. Tại lúc đó sanh hai đứa nhỏ này, bác sĩ cho anh với bà cổ ở Long Xuyên có hai đứa nhỏ, chỉ đi Cần Thơ với mẹ nó, mẹ hai đứa nhỏ này nè. Rồi anh hàng ngàn công việc của anh là anh đi làm hồ hả? Em thấy hình như anh mới đi làm hồ về đúng không? Thấy tay chân đồ, áo đồ còn dơ nè. Mình làm hồ như vậy thì có ổn định không anh? Một ngày là mình làm được bao nhiêu tiền? 300 ngàn ha. Thì có làm thường xuyên không? Lâu lâu người ta cho cái người ta cho người ta không có làm hổ đi giặt lúa. Dạ. Thì tháng tháng mùa lúa đi giặt lúa, không có gì làm, ta kêu làm gì cũng đi làm được. Dạ. Tức là làm thuê làm mướn á. Dạ. Ai kêu gì mình làm đó. Dạ, dạ, dạ. Rồi hàng ví dụ như tháng nào vô mà làm hồ á thì mình đi làm hồ. Tại tháng nào ta sửa nhà sửa cửa gì ta kêu. Dạ. Cao cửa. Khi mà anh đi làm á thì anh gửi dì Tư ở nhà chăm cho hai bé hả? À? Dạ. Rồi tối dạ, tối còn... về thì sao? Tôi ảnh cũng tiếp coi nha gì đó. Trong sữa. Bữa nào ảnh mệt quá ảnh lên không nổi thì chị với bà cò lên pha sữa pha mệt gì cho quá. Nhỏ uống. Dạ. Bữa nào ảnh không có mệt ảnh cũng tiếp coi. Dạ. À, bây giờ là mình muốn giữ bé mình nuôi hay là anh có ý định là sẽ cho bé gì không? Thì dù bọn anh chân tục còn chân hay chân ai kề tê ổng nó không cho ai hết, ổng gán nuôi dù như thế nào cũng gán nuôi ha, chứ không bây giờ là không cho ai hết á. Khó khăn sao cũng gán nuôi. Cái ngày cái hôm mà đi sinh á, trước khi mà vợ anh mất á, vợ có nói gì với anh không? Sao trước khi mà đi sinh á thì vợ ảnh có nói hay là có bên tụ con nó nang mình dậy mình ngoài anh tay tại lúc chị vô sanh đó cũng kêu ảnh kêu kiếm chồng mà bác sĩ cho vô đâu, tại lúc sanh ta cho vô người sanh vô một người không nè, cho chị với ảnh ở ngoài đời vậy đó. Nó sanh thằng hai đứa lớn này nè, anh nó sanh rồi mới ra phòng nhắc.
chị em ơi, sanh được đứa rồi còn đứa nữa. Chứ mấy chị với anh ở ngoài không có được vô trong đâu. Ở ngoài đời chứ lúc sanh đứa hai thằng em đó, thằng em nó mới ra lần nữa ra nói em ơi, thằng em nó hơi khó sanh quá này. Chị ta cô không biết cứu ai nổi nữa. Biết cứu con, không biết cứu mẹ, nói vậy đó. Nói gì chị cũng muốn xỉu trong ở ngoài phòng đó, cũng muốn xỉu rồi. Còn sanh rồi ra nói lần nữa, em ơi giờ mẹ nó bị bệnh này cũng hơi nặng rồi. Giờ chuyện đi chuyện đi Cần Thơ liền đi, em đi với chị ba đi cho thằng anh đó với thằng cò bà cò ở đây coi nha, hai đứa nhỏ đi. Giờ đi hai người, chị ba với chị. Dạ. Anh ơi, thì có lẽ là em sẽ hỏi câu hỏi này có thể là sẽ gây một cái sự nó hơi đau đớn cho anh. Nhưng mà em muốn biết là khi mà bác sĩ mà nói là sẽ chọn con hay chọn mẹ thì lúc đó là anh suy nghĩ như thế nào? Tại lúc bác sĩ hỏi đó, ảnh không có ở đó, có chị không à. Ảnh ở ngoài đi lấy mua đồ đạc ở ngoài. Dạ. Chưa biết gì hết. Vì chị ở đó không, có ai, không có ai ở đó hết. Dạ. Bởi vì chị ở trong đó một mình. Bác sĩ nói giờ chồng đâu rồi, nói chồng ở ngoài, kêu chồng vô. Chị nói giờ bác sĩ nói không biết cứu ai. Chị nói với ảnh vậy đó, ảnh cũng không có nói gì được. Giờ biết đi cứu ai, cứu mẹ cũng được, cứu con cũng được. Giờ cứu con được thì lấy con, cứu mẹ được thì lấy mẹ, có biết sao giờ. Dạ. Giống như là người nào cũng tùy theo cái sức khỏe thôi. Dạ, nếu mà giữ được thôi mẹ con luôn thì điều đó quá tốt rồi. Dạ. Còn cái này là một sự đau đớn nó xảy ra là người mẹ không giữ được. Dạ. Trời ơi. Tớ nó huyết áp nó lên cao mạnh quá, với nó bị ngưng tim vài. Bác sĩ nói hơi khó cứu lắm em ơi. Dạ. Trước khi mà đi sinh á thì vợ có hay là nói với anh là đau đớn hay là bị khó chịu trong người gì không anh? Tình tụ con nó quên mình bon nắng mưa tập anh tham ơn sư sư y. Dạ, ông nó nói khỏe không à, không có sao vậy đó. Khỏe không ha? Khỏe không à, nói sao đau không biết sao. Lúc đi sanh nó biết ăn hai tô bún. Bữa đó nhỏ Út nó làm bún curry đó, nó ăn hết hai tô bún. Nó nói nhỏ Út nói chị ơi sao chị bữa nay ăn mạnh dữ vậy. Chị nói ơi ngon quá, chị ăn thêm tô nữa đi. Ăn rồi hết hai tô bún đó, buổi sáng chị đi bán nha, chị đi bán. Chị về, chị nói ôi vừa qua chị ăn bún ngon quá em ơi. Giờ này chị muốn đau bụng rồi. Chị nói ủa đau bụng chị đi khám đi. Chị cũng đi mượn tiền ta đi khám ngoài. Đi khám tới rồi bác sĩ nói ôi đi xuống Long Xuyên liền đi, tại nó có giáp xanh rồi còn xanh đôi nữa. Khỏi vô bệnh viện đây, sợ nó mình có huyết áp sẵn ha. Dạ. Mình sợ cũng kêu xe người ta đi Long Xuyên liền. Bắt rồi cũng cứu được. Bây giờ anh tính cái tương lai của hai đứa nhỏ như thế nào? Mình đi làm mình lo cho hai bé vậy hả? Từ xưa bạn được thơ lo con là tin đi. Cũng đi làm lo cho mấy con, ba đứa con. Ba đứa thơ lo không? Lo nổi không anh? Này lo tới đâu á, tới kẻ cũng vô gan về đây đây chứ. Cái người mới đi. Vì sao đi, mình đi buôn bán có ít ăn ít có nhiều ăn nhiều đi. Nó lân lên nó tính nữa. Kệ gan núi nữa cho tức nó lân lên. Bây giờ là tương lai của mình cũng không biết như thế nào ha. Dạ, thì cũng không biết trước. Anh đi làm thì nhờ ở nhà nhờ chị em đồ bà cố đồ chăm sóc hai bé. Thì anh đi làm có tiền thì gửi về phụ cho bà lo cho hai bé ha. Rồi mình có tính là mình sẽ sửa cái nhà này không? Cũng tính giờ nhà nước tính cho. Dạ. Nhà nước là nói sẽ cấp cho mình cái nhà ha. Dạ. Được vậy thì cũng đỡ rồi cô bác anh chị. Yeah. Rồi bữa giờ anh có thấy vợ về không? Mình thân con mà kia tên. Không thấy. Không thấy hả? Hai lần. Thấy hai lần. Thấy vô nhà hai lần. Thấy như thế nào anh? Thấy gặp ngay từ bốn mừng hai ba mà đó. Vô lấy tay á chạy đầu ảo. Trời ơi. Đứng chạy đầu ảo. Buổi tối ngủ.
tức là thấy vợ về chải đầu cho ảnh luôn. Mình mặt đó. Mà lúc đó có nói gì không, vợ có nói gì không? Đứng chải đầu không? Gặp hai lần đều như vậy hết hả? Phi đo mau tình trinh sách em mau tình hai ba là hai lần luôn, là mau là lấy tay lấy tay từ đầu nên nó là động tác gì không, nhưng mình đúng chạy rồi không có nói gì ra hết trơn. Giờ ra chạy rồi chút xíu cỡ 5 phút nè ra liền, không có ở lâu. Chị thấy cũng vậy nữa, chị thấy cùng chút xíu cỡ 5 phút nè, chị nói với chị ba cũng nói tới mình nữa, mà chị đứng nghe rồi cỡ 5 phút chị ra. Chị ở gần đây á, chị thấy hoàn cảnh của gia đình như thế nào á chị? Nhưng gia đình nó cũng khó khăn, lúc trước nhà vậy nó cũng nhà nước cho nhà, rồi tự tự nó mừng ăn được rồi mới nó xây gạch lên vậy. Dạ. Rồi mới ơi chồng nó ở ơi xa ở Nam Giang á, mình nói luôn ha. Nói gì luôn ha. Rồi cha của hai đứa bé thì làm công việc gì chị? Làm thợ hồ. Thợ hồ quá. Rồi giờ hai đứa bé đó thì tính như thế nào? Mấy đứa gì tiếp nuôi. À là bên gì nhận nuôi hai đứa bé đó. Ừ, bên gì tiếp nuôi. Dạ. Ủa nhưng mà tại sao lại mẹ của hai đứa bé lại mất vậy chị? Tại nó ơi đi đẻ đó, nó ơi bệnh lên máu. Bệnh lên máu. Ừ. Rồi đi sanh rồi mất luôn. Dạ, đi sanh bằng đào sanh đứa ơi anh ra rồi. Rồi nó ơi lên máu nhiều quá, bác sĩ ơi tiếp đứa nhỏ ơi. Dạ. Em nữa ra được rồi, bị nó lên máu trong tim. Dạ. Lên trong tim rồi chở đi Cần Thơ. Rồi đi Cần Thơ rồi là ơi. Rồi bác sĩ nói mổ cũng mắc, không mổ cũng mắc. Nhưng mới không mổ để bơi mắc luôn đi, tại nó lên máu nhiều quá. Anh Cháp ơi, bây giờ cái mong muốn của anh đó là như thế nào, anh có thể chia sẻ với tụi em cũng như cô bác anh chị đó, có thể là biết được cái mong muốn của mình như thế nào, có thể là trợ duyên cho mình được một phần nào đó ha. Ba anh chân trên bà anh chân thơ ấy. Trong con mắt chứ nó. Không nói khó nói lắm. cũng gán ở nhà, gán đi làm nuôi mấy nhỏ cho nó lớn. Dạ, thì có gì cứ tâm sự tụi em thôi chứ đâu có gì đâu. Để nuôi chứ có. Giờ trước mắt là chỉ biết là đi làm rồi chăm hai bé vậy thôi, chứ mình cũng chưa được có nghĩ tương lai như thế nào. Không biết tương lai là trước nó bị làm sao nữa. Tại coi không thấy. Dạ. Sửa tả thì bây giờ là cũng ta có hỗ trợ cũng ổn. Dạ. Mấy chị ở ngoài cũng vô coi đó, mua sữa á, mua tả, mua sữa cho. Dạ, nhưng mà chả. Chưa có biết là có đủ hay không nữa, tại vì bé còn đường dài, còn lâu dài mà. Chưa biết, tại có nhiêu mình xài nhiêu đỡ đi, bữa nào hết thì mình tính nữa. Dạ, chứ bây giờ là hiện tại là tả sữa của mấy bé là nếu là uống đủ là bao nhiêu chị? Còn được bao nhiêu? Chị cũng sữa hả? Dạ. Chị cũng biết nó còn thùng bác sĩ ở Long Xuyên cho chưa khui nữa. Mới uống sữa gai mấy chị ở ngoài cho à. Dạ. Ô đây một thùng luôn. Dạ. Còn tả mấy hộp anh? Thùng 6 hộp đó mà. Thùng biết mấy hộp nữa, còn tả mấy? 7 hộp. Mà hai đứa thì nó cái gì nó cũng gấp đôi chứ hết. Dạ cũng gấp đôi hết. Ngày này là ở bác sĩ Long Xuyên hội trả cho. Mấy hộp? 7 hộp này chắc em nghĩ là chắc uống khoảng 1 tháng không? Chị cũng không biết nữa, tại nó lên chút xíu nữa nó uống hơi mạnh chút rồi. Dạ. Yeah. Dạ. Tại giờ nó uống lần hai bình sữa lần mới no, hai bình sữa mới no. Dạ. Yeah. Một ngày là bé uống 2 bình sữa hả? Lúc buổi thôi. Không, nhiều lần lắm. Nó ngủ nó thức uống 2 lần, uống 2 bình. Còn ngủ nó thức nó uống 2 bình nữa. Dạ. Vậy đó. Hết 10 lon ha. Dạ. Gần 2 tháng hết 10 lon rồi đó. 10 lon. Chưa được 2 tháng rồi hết 10 hộp rồi. Dạ, chưa bỏ đâu, để trong bao. Tính là chị nói tính để đó đi cỡ nào nó nghỉ uống nó hết mấy lon. Dạ. Để trong bao, để giặt tinh. Bây giờ cũng còn bé nó càng lớn thì nó càng uống càng nhiều. Dạ, cái số nó sữa nó cũng sẽ khác nữa cô bác anh chị. Và cái giá tiền đó thì sữa thì càng lớn nó càng rẻ tiền đúng không anh chị với anh Tài? Đúng rồi. Sữa nó càng bé nó càng lớn thì uống sẽ càng rẻ tiền lại, nhưng mà bé sẽ uống nhiều hơn. Thì có lẽ cái số sữa này chỉ uống được khoảng 1 tháng mấy thôi.
Còn tả thì còn mấy bệnh chị? Tả cũng còn đây còn nhiều. Dạ. Tại bên anh Hùng á hỗ trợ cho. À, bên anh Hùng cũng có hỗ trợ tiền 1 tháng 3 triệu. À, 1 tháng 3 triệu á, là cho hai bé hả chị? Cho hai bé 10 tháng. 10 tháng. Rồi tối hai bé ngủ nó có quấy khóc gì khóc nhiều không? Cũng khóc, nó thức nó đòi uống sữa gì đó nó bị khóc, thôi mình ẵm nó qua để vòng quay tối nó chút xíu nó cho nó uống sữa nó ngủ lại. Dạ. Là tối là ba bốn cho con ngủ đây ha. Bốn cho con ngủ đây hả? Tại ở đây ngủ nhà em. Ngủ đây nó khó để vòng quá, chị lên nhà chị. À, tức là tối là ảnh ngủ ở đây, rồi hai bé thì qua bên nhà bên chị bệnh. Tại để dọc nó bự, bự nó hai đứa nhỏ ngủ khó ngủ, vì chị đang trên nhà chị. Dạ, thôi thì ngày hôm nay tụi em ghé tới đây á, thì con biết được hoàn cảnh của mình như vậy, quá là éo le đi. Người dạ. Mẹ của hai đứa bé thì không may cho một lần sinh thì sinh khó rồi mắc như vậy á. Thì em tụi em sẽ gửi cho chị cho anh ba cha hai bé ha. Dạ. Là 1 triệu trước mắt ha. Dạ. Để anh để dành đó hay tại, phụ vô tiền đã sửa gì đó. Bác sĩ cũng gắng cứu mà cứu không nổi, bác sĩ gắng nhiều lắm, tại chị đi Cần Thơ bác sĩ vô coi nó cũng đầy chỗ chị ngủ mà cứu được. Dạ. Anh ơi, anh cháu ơi, thì em sẽ gửi cho anh 1 triệu nha. Để anh có thể là mua sữa gì đó hay là làm gì đó để lo cho hai bé anh. Trước mắt là như vậy đi. Còn nếu mà có cô bác anh chị nào mà mạnh thường quân á, gửi hỗ trợ thêm cho mình á, thì tụi em sẽ xuống, tụi em sẽ trao cho gia đình. Rồi có thể là phụ vô làm cái nhà nè. Rồi hoặc là bỏ những sổ tiết kiệm hay gì đó để dành để lo cho hai bé. Đó chị. Dạ, cảm ơn nha mấy em. Chị cảm ơn nhiều nha. Dạ rồi, thì tụi em cũng xin phép về luôn nha.